thay, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng về vùng đất An Giang. Vào đầu năm 2020, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, thành viên của tập đoàn Sao Mai, đã tổ chức lễ đón nhận kỷ lục Việt Nam cho hai hạng mục rừng tràm Trà Sư đẹp nổi tiếng nhất Việt Nam và cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Và đây không chỉ là niềm tự hào cho vùng Bảy Núi, mà còn là cơ hội để ngành du lịch không khói của địa phương tạo đà phát triển. Và trong ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị khán giả cùng về An Giang để xuyên rừng trên chiếc cầu tre độc nhất vô nhị và hòa mình vào thiên nhiên xanh mát giữa rừng tràm Trà Sư. Rừng tràm Trà Sư rộng gần 850 hectare, hình thành vào năm 1983, có tác dụng rất quan trọng đối với môi trường nước và điều hòa khí hậu cho cả vùng Bảy Núi. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đồng ý giao cho Công ty Cổ phần Du lịch An Giang thuê 160 hectare cảnh quan môi trường rừng làm du lịch. Đây cũng là cơ hội để nàng công chúa Trà Sư thức giấc và khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy hơn. Trong số các hạng mục được đầu tư thì cầu tre vạn bước xuyên rừng được đánh giá là độc đáo và kỳ công nhất. Sử dụng hơn 500.000 cây tre. Tre thì được tập hợp từ mọi miền Tổ quốc, từ miền Nam ra cho tới miền ngoài và miền Bắc luôn. Các loại tre được sử dụng ở đây như là tre gai, tre mỡ hay là cây luồng hay cây lan can, này là cây vọc. Với chiều dài đầu tư gần 10 km, nhìn từ trên cao, nhiều người cho rằng chiếc cầu tre tựa như trúc bạch long khổng lồ, trường mình uốn lượn xuyên rừng và xé thảm bèo qua những tán tràm cổ thụ. Chỉ khi sải bước trên con đường độc đáo này, du khách mới có cơ hội ngắm đến 70 loài chim cò thay vì di chuyển bằng xuồng hoặc tắt ráng. Trên quãng đường mình đi thì mình có thể dừng chân nghỉ ngơi nếu như mà mình cảm thấy mệt, vì bên trên cầu tre này thì đã có trang bị sẵn những chiếc ghế ngồi rất là thơ mộng, vừa ngắm cảnh mà mình lại vừa nghỉ mệt ha. Mình nhìn phía trước kìa anh chị, rất nhiều chim cò luôn hả. Từ khi đưa vào khai thác, cây cầu tre đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của nơi được mệnh danh là Bảo tàng Tràm nhiệt đới. Năm 2019, đã có hơn 200.000 du khách đến với Trà Sư và dự kiến lượng khách này sẽ tăng đột biến trong năm nay khi nơi đây tiếp tục được đầu tư và nâng cấp. Chúng tôi có thể sẽ đầu tư là carbon galo trong rừng để du khách có cảm giác được trải nghiệm cái không gian tĩnh mịch nơi đây. Hoặc là chúng tôi sẽ đầu tư cây cầu gỗ để bắt vào từ cái bãi xe vào để du khách vào rừng thay vì những cái tắc ráng như hiện giờ. Mất khoảng 25 phút thì Hà Thảo mới đi bộ hết cây cầu tre này. Qua đó thì Hà Thảo cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên và thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Chính vì vậy, nếu có dịp về An Giang, quý khán giả hãy ghé rừng tràm Trà Sư trải nghiệm cây cầu tre độc đáo này nhé.